đò hả? Bến đò xưa con sông nhỏ, em dò dỏ mong chờ. Ăn vô là hết thẻ à? Ủa đánh xong.
anh tắt đây là em bỏ đi. Đúng rồi. Ok, bán theo luôn. Không, em đứng lại anh hỏi. Thậm chí là luôn mà anh quay ra anh nói tổng kết luôn được rồi. Ừ, để ông Nam lại mình có mới hài. Không biết nó là duyên dáng, không nói gì nói kêu gì đó. Cười, nhà thích anh Nam lắm đó. Kể từ giờ chứ đi là tôi hứa là không bao giờ đánh nhau nữa. Kể từ giờ không bao giờ đánh nhau. Đại ca.